chị Hiệp dạo này trông xanh xao cứ như là tiên nữ cử tạ nhỉ. Không dám, cả cái làng này có ai có được sắc đẹp ngàn cân như Hợp đâu mà biết. Mà kể ra là cũng may đấy. May cái gì hả em? Chị mà đóng phim Hạ Cánh Nơi Anh là có khi dù nó không bay được sang Triều Tiên đâu. Được, con này được, con này khá. Mà ngẫm lại, trông Hợp rất là hợp với cả Dung Cúc đấy. Bias của em là Tây Huynh cơ, nhưng mà chị khen đại bô thì thôi em cũng nhận. Vâm vâm lực điền đi với cả Kim Dung Cúc, quá là chuẩn bài luôn. 상처받았어. Ui sao trông đi tù nó cứ hấp dẫn thế nào ấy nhỉ? Hả? Nếu xinh đẹp là một tội lỗi thì có khi giờ này mẹ phải lên pháp trường với Park Chang Ho rồi ấy nhỉ? Vâng. Ôi sao hôm nay trông mày ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ thế ạ? Thế mày chê là mọi khi mẹ mày bẩn à? Hôm nay là mẹ đi xin việc đấy. Sao tự nhiên mẹ lại đi làm ạ? Phải đi làm mới tìm được tình yêu trốn công sở chứ. Hỏng nhói. Chị Hiệp đi đâu mà vội mà vàng thế? Không trả nợ cho em à? Em thông cảm chứ, lương chị nó đang tắc ở ngã tư Khuất Duy Tiến, khi nào có chị trả sau nhá. Mẹ ơi mẹ. Ôi trời ơi. À đau quá, con bị chuột rút rồi ạ. Ui thế bây giờ mẹ phải làm thế nào? À đau quá,